Xin chào các em học sinh, hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau nữa rồi. Các em đã nắm kỹ bài cũ chưa nào? Hôm nay chúng ta cùng học thêm một bài học mới nữa các em nhé. Bài học mà cô muốn giới thiệu đến các em ngày hôm nay chính là chủ đề về logo mà hôm trước chúng ta đã được học. Các em nhớ trước khi học bài học này cần chuẩn bị cho cô một quyển sách hướng dẫn học tin học lớp 5, một quyển sách hướng dẫn thực hành tin học lớp 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đà Nẵng cung cấp. Phía sau mỗi quyển sách sẽ có mã thẻ IC Book. Nếu các em chưa có quyển sách này, các em vui lòng truy cập vào địa chỉ www.icbook.vn để được hướng dẫn các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thủ tục trong logo tiếp theo. Ở tiết học trước chúng ta đã được học về thủ tục trong logo. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài này để tìm hiểu các em nhé. Chúng ta đi vào hoạt động đầu tiên. Em hãy thực hiện một thủ tục sau. Khởi động phần mềm logo, thực hiện viết một cái thủ tục là tam giác. Rồi xem kết quả. Như vậy là em hãy viết lại một cái thủ tục tam giác mà chúng ta đã được học ở bài học trước. Sau khi thực hiện xong một cái thủ tục trong logo thì chúng ta sẽ thực hiện lưu lại. Như vậy là em vừa gõ xong một thủ tục, bây giờ chúng ta sẽ lưu cái thủ tục đó lại bằng các bước sau. Bây giờ theo em thì chúng ta sẽ lưu thủ tục theo các bước như thế nào đây? Đầu tiên đó chính là chúng ta nháy chuột trong ngăn gõ lệnh. Như vậy ở trong ngăn gõ lệnh Commander này, chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột vào ngăn gõ lệnh và chúng ta thực hiện là nháy chuột. Bước thứ hai là chọn một cái tên thích hợp, gợi nhớ tới cái công việc, ví dụ như là các thủ tục. Như vậy ở đây cô ví dụ là các thủ tục, em có thể lưu lại cái tên thủ tục với cái nội dung công việc mà mình dễ ghi nhớ nhất để sau này chúng ta có thể lấy lại cái thủ tục đó. Như vậy là ở đây cô ví dụ là các thủ tục. Tiếp, ở bước 3 sau khi cô thực hiện lưu xong thì cô sẽ gõ vào nhóm lệnh là ngay tại ngăn gõ lệnh, cô sẽ gõ nút lệnh là save cách ra dấu nháy kép các thủ tục.lgo và các em lưu ý là cô lưu bài với không tên tiếng Việt, không dấu, không khoảng cách. Các em nhớ nhé. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta nhấn vào phím Enter. Các em quan sát tình hình. Khi mà cô thực hiện lưu một thủ tục thì cô sẽ nhấn Save. Và lúc này thì khi cô đã lưu được rồi, nó sẽ báo lên là các thủ tục.lgo. Như vậy là cô đã thực hiện lưu xong một thủ tục trong logo. Như vậy các em nhớ cho cô là chúng ta có 3 bước để thực hiện lưu một thủ tục trong logo. Như vậy thì các em nhớ cho cô nè, để thực hiện lưu một thủ tục trong logo thì chúng ta bước đầu tiên là nhái chuột vào trong ngăn gõ lệnh, sau đó là chọn một cái tên thích hợp để gợi nhớ lại cái thủ tục mà chúng ta làm đó. Sau đó là các em gõ lệnh save cách ra dấu nháy kép các thủ tục.lgo. Các em nhớ là khi chúng ta lưu tên thủ tục phải có thêm cái đuôi .lgo các em nhé. Rồi nhấn phím Enter. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện lưu được một thủ tục trong logo. Tiếp, sau khi lưu thủ tục thì chúng ta sẽ nạp lại một thủ tục. Bây giờ các em hãy thử tắt phần mềm logo đi, sau đó các em khởi động phần mềm logo lên và chúng ta thực hiện nạp một tệp. Vậy khi muốn nạp một tệp chứa các thủ tục đã lưu trong máy tính thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau. Bước thứ nhất, em hãy nháy chuột vào trong ngăn gõ lệnh ở phía dưới. Bước thứ hai, chúng ta sẽ nhớ lại cái tên tệp mà chúng ta đã lưu, như khi nãy cô ví dụ là các thủ tục thì bây giờ cô sẽ lấy lại tên các thủ tục đó. Như vậy bước thứ ba, cô sẽ gõ lệnh log cách ra dấu nháy kép các thủ tục.lgo và nhấn phím Enter. Như vậy các em nhớ, chúng ta sẽ gõ lệnh log cách dấu nháy kép các thủ tục.lgo. Bây giờ các em quan sát hình bên dưới cô đang gõ. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện lót ra được cái thủ tục đó. Như vậy sau khi thực hiện, như vậy là chúng ta vừa thực hiện nạp một cái thủ tục trong logo. Như vậy các em nhớ cho cô, để nạp một thủ tục trong logo thì chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta cũng thực hiện nháy chuột trong ngăn gõ lệnh, sau đó là chúng ta nhớ lại cái tên thủ tục mà chúng ta đã gõ, rồi chúng ta gõ vào trong ngăn lệnh đó là log
dấu nháy kép, các thủ tục chấm LGO và nhấn phím Enter. Như vậy chúng ta sẽ nạp lại được cái thủ tục mà chúng ta đã lưu khi nãy đấy các em ạ. Tiếp tục chúng ta đi qua phần thứ tư, đó là lưu thêm một thủ tục mới vào cái tệp. Bây giờ khi nãy là mình tạo một thủ tục tam giác, bây giờ chúng ta thử tạo ra một cái thủ tục là hình vuông. Bây giờ thực hiện thủ tục hình vuông rồi các em thực hiện lưu bài lại. Chúng ta cũng sẽ gõ thủ tục hình vuông vào trong cái thủ tục mà tam giác chúng ta đã tạo đó, sau đó chúng ta sẽ thực hiện lưu lại, lưu thủ tục hình vuông vào lại cái tệp mà chúng ta đã lưu khi nãy, tệp các thủ tục .lgo. Thì cô sẽ nháy chuột vào cái ô nhập lệnh và cô cũng thực hiện gõ Saver, cách ra các dấu nháy kép các thủ tục .lgo rồi nhấn Enter. Như vậy thì lúc này nó sẽ lưu đề lên, logo sẽ tự động lưu đề lên cái file cũ và nó vẫn sẽ lưu cả cái thủ tục tam giác và thủ tục hình vuông vào trong bài của chúng ta đấy các em. Như vậy là cô vừa hướng dẫn cho các em thêm một số cái thao tác trong thủ tục, đó là tạo một thủ tục nè, lưu một thủ tục, nạp một thủ tục và lưu thêm một cái thủ tục mới nữa vào. Trên đây chính là nội dung bài học của chúng ta. Để nắm rõ hơn bài học ngày hôm nay thì các em hãy cùng cô làm thêm một số bài tập trên phần mềm ACBook các em nhé. Chủ đề 4, bài 4, thủ tục trong logo tiếp theo. Bây giờ các em cùng cô làm phần hoạt động cơ bản trước đây nhé. Câu 1, để vẽ hình tam giác sau khi đã tạo được thủ tục. Để vẽ hình tam giác ở bài học trước, em làm như sau. Nhập tên thủ tục tam giác 1 đã tạo ở bài học trước. B, vẽ hình tam giác theo cách đã học. C, tạo lại thủ tục vẽ hình tam giác làm lại từ đầu. D, cả ba phương án trên. Để vẽ hình tam giác sau khi đã tạo được thủ tục. Để vẽ hình tam giác ở bài học trước. Như vậy thì chúng ta sẽ nhập tên thủ tục tam giác 1 đã tạo bài học trước các em nhé. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Đáp án chính xác. Câu 2. Để sử dụng lại được những thủ tục đã tạo, em cần lưu lại những thủ tục đã tạo. Hãy điền vào chỗ chấm trong những bước dưới đây để lưu lại thủ tục trong logo để sử dụng về sau. Bước 1, tạo thủ tục tam giác để vẽ hình tam giác. Bước 2, nhập lệnh Saver vào ngăn gõ lệnh rồi nhấn phím Enter để lưu lại các thủ tục. Có thể lưu nhiều thủ tục trong tệp các thủ tục. Như vậy chúng ta cùng kiểm tra các em nhé. Xem lại bài tập 5 của bài trước để nhớ lại cách tạo thủ tục. Tạo lưu mà. Tạo thủ tục tam giác. Nhập lại. Chúng ta cắt vào thử ra nhé. Kiểm tra này. Các em lưu ý là ở trong đây Facebook cho kết quả bị nhầm các em nhé. Chúng ta lưu thủ tục thì chúng ta sẽ gõ lệnh Saver, còn load thủ tục là chúng ta là nạp lại cái thủ tục mà chúng ta vừa thực hiện đó thì chúng ta mới dùng lệnh load. Còn ở đây là chúng ta sẽ nhập vào lệnh Saver để mà lưu cái thủ tục, các em nhớ nhé. Chúng ta đã được học rồi. Câu 3, em đã lưu thủ tục vào tệp các thủ tục. Bây giờ muốn gọi lại thủ tục để vẽ hình tam giác. Đây, lúc này thì chúng ta mới lót các em nhé. Khi nãy là chúng ta lưu này. Bây giờ chúng ta gọi lại này. Thì chúng ta sẽ dùng lệnh lót. Như vậy đây là câu B đúng các em nhé. Chúng ta cùng kiểm tra nè. Vậy các em nhớ cho cô nhé. Ở trên là chúng ta sẽ là Saver. Còn ở dưới là chúng ta lót. Lưu là Saver. Và gọi lại hoặc là nạp lại cái thủ tục trước đó. Thì chúng ta sẽ gõ lệnh log. Tiếp tục,
Phần hoạt động thực hành, chúng ta đi vào câu 4. Tạo thủ tục bông tuyết 8 để vẽ hình bông tuyết 8 cánh. Sau đó là lưu thủ tục bông tuyết 8 cánh vào tài các thủ tục. Sau đó là thoát khỏi logo. Rồi khởi động lại logo, nạp tệp các thủ tục để sử dụng các thủ tục đã lưu, thực hiện các thủ tục này tam giác hình vuông và bông tuyết 8. Như vậy là Facebook ở đây có 4 yêu cầu cho chúng ta các em. Bây giờ các em cùng cô đọc hướng dẫn trong Facebook để thực hành nhé. Đây, đầu tiên là chúng ta tạo thủ tục bông tuyết bằng khởi động logo nè. Trong ngăn gõ lại các em sẽ gõ là edit cắt ra giống như cái bông tuyết 8. Rồi nhấn tiếng A, Enter. Bước 3, đặt con thỏ chuột vào cuối phần tên thủ tục là bông tuyết 8, nhấn Enter để tràn cái nội dung dòng trống. Và em thực hiện gõ dòng lệnh này vào. Revit 8 SD50, Revit 6 SD10, BK10 GT60, BK50 GT45. Như vậy là đây chính là câu lệnh dùng để thực hiện vẽ bông tuyết 8 cánh này các em. Rồi, sau khi xong thì các em nhìn thấy trong Facebook đưa cho chúng ta thấy cái dòng thủ tục này. Bông tuyết 8 này. Rồi sau đó các em chọn file save để ghi thủ tục vào bộ nhớ, rồi đóng cái cửa sổ soạn thảo. Như vậy là chúng ta đã tạo xong thủ tục bông tuyết 8. Lưu thủ tục bông tuyết 8 vào tệp các thủ tục chấm logo bằng cách gõ save. Chúng ta gõ save, cắt ra dấu nháy kép các thủ tục chấm logo ô. Trong ngăn gõ lại nhập, trong ngăn nhập lại rồi nhấn tiếng Enter. Sau khi các em lưu xong cái thủ tục vào trong các thủ tục .lgo thì các em hãy thoát khỏi logo. Khi các em lưu rồi thì lưu được thì nó sẽ báo là các thủ tục .lgo thành cái lệnh phía dưới như cái hình bên cạnh Facebook cho chúng ta nhìn thấy. Như vậy là các em đã thực hiện lưu được rồi đấy. Và sau khi lưu xong thì các em sẽ thoát khỏi logo. Và sau đó thì khởi động lại cái logo lên, nạp tệp thủ tục .lgo bằng cách là gõ lệnh lót cách ra dấu nháy kép các thủ tục .lgo trong ngăn nhập lệnh rồi nhấn tiếng Enter. Đây, như mà cửa sổ Facebook chụp hình cho chúng ta nhìn thấy các em lót thủ tục thì nó sẽ chạy ra, rồi thực hiện các thủ tục tam giác hình vuông bông tuyết bằng cách lần lượt gõ tan các thủ tục trong ngăn nhập lệnh rồi nhấn tiếng Enter. Như ở đây chúng ta sẽ có phím, các em chỉ cần gõ chữ bông tuyết 8 ở ngoài cửa sổ thì nó sẽ vẽ ra hình bông tuyết với cái thủ tục bông tuyết 8 mà chúng ta đã tạo. Như vậy thì Facebook đã hướng dẫn cho chúng ta rất là cụ thể về cái các bước để tạo thủ tục và tạo một thủ tục và lưu một thủ tục. Hãy thực hiện theo trình tự các bước trong Facebook các em nhé. Bài tập 5. Các thủ tục em đã tạo ra được lưu hết vào tệp các thủ tục .lgo. A. Làm thế nào để xem, sửa và lưu lại những sửa chữa trong một thủ tục? B. Làm thế nào để xem, sửa và lưu lại những sửa chữa trong tệp chứa thủ tục? Như vậy thì để trả lời cho câu hỏi này thì các em cùng cô xem hướng dẫn trong Facebook nhé. Rồi, Facebook hướng dẫn chúng ta này. Như vậy thì để khởi động logo này, nạp các thủ tục này thì chúng ta sẽ gõ edit bông tuyết 8 để mở cái cửa sổ soạn thảo bông tuyết 8, gõ rồi lưu lại. Như vậy ở đây này, chọn lệnh file save để lưu tệp để chứa các thủ tục tệp mới. Câu B tương tự câu A nhưng tại bước 3 cần thực hiện nháy lệnh vào nút edit để xem nội dung tệp các thủ tục .lgo. Như vậy là chúng ta làm thế nào để xem, sửa và lưu lại những sửa chữa một trong những cái thủ tục, thì các em chỉ việc là lót cái thủ tục đó ra. Chúng ta gõ lại cái tên thủ tục, lót lại cái chúng ta sẽ mở cái thủ tục đó ra, chúng ta gõ edit đó, nó sẽ xuất hiện lại ngay cái thứ mà chúng ta cần thực hiện, chúng ta sửa chữa. Ở câu B, để sửa chữa và lưu tệp những tệp đã chứa trong thủ tục thì chúng ta sẽ bấm vào nút edit cho em. Như chúng ta hướng dẫn hồi nãy khi nãy cho chúng ta thấy đó, các bạn bấm vào nút edit là chúng ta sẽ thực hiện sửa chữa cái tên tệp. Như vậy là các em đã hiểu rõ các cái bước để thực hiện tạo một thủ tục trong
logo rồi. Bây giờ các em hãy cố gắng thực hành lại thật nhiều để chúng ta hiểu rõ hơn nữa trong thủ tục trong logo các em nhé. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng qua bài học này, các em có thể hiểu rõ hơn nữa về một thủ tục trong logo. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và đừng quên làm bài tập trên phần mềm iCBook các em nhé. Chào tạm biệt các em.